Thưa quý vị và các bạn, như 24 giờ cùng DRT đã đưa tin phản ánh, chập điện là nguyên nhân hàng đầu gây nên các vụ cháy nổ thảm khốc. Bên cạnh việc chú ý các điểm đấu nối sử dụng các thiết bị an toàn, thì việc lắp đặt, quản lý các thiết bị cắt cúp phù hợp cũng là một giải pháp cần lưu ý khi lắp đặt hệ thống điện trong gia đình. Mỗi các thiết bị chúng ta nên có những cái hệ thống như là tiếp địa, tiếp đất, tiếp nối một cách an toàn, rồi các thiết bị đóng cắt một cách nó tối ưu để kịp thời khi mà sự cố xảy ra thì rõ ràng các thiết bị nó sẽ giải quyết rất là thuận lợi. Thiết bị đóng cắt như automat hay còn gọi là CB hay là cầu dao thì các hộ chúng ta nên lắp các cái thiết bị nó có cái công suất đã phù hợp với phụ tải, đừng có lắp quá cao dẫn đến nó không có tính năng bảo vệ tối ưu. Cái thứ hai là lựa chọn những cái thiết bị mà nó có cái chất lượng cao, có độ tin cậy, có cái nhà sản xuất có cái thương hiệu tí để cũng có làm cái đảm bảo cho cái chất lượng xử lý trong cái tình huống cần thiết. Ngoài ra thì các cái cụm tầng chúng ta nên lắp độc lập, nắm để khi mà sự cố ở khu vực nào chúng ta có thể cô lập ở khu vực đó, hoặc là khu vực nào có thể bị sự cố thì nó sẽ tự động tác động, nó nhảy kịp thời ở cái vùng đó, cũng là hạn chế được cái rủi ro cháy nổ trong các cái điều kiện sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây đã kết thúc. Mọi đóng góp ý kiến cũng như những tin bài cộng tác của quý vị và các bạn xin vui lòng gửi về các địa chỉ mà chúng tôi chia sẻ trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.